Đây xin kính chào cô chú anh chị ngày mới nha. Chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha cô chú anh chị. Đây là cô này ở Gò Vấp lên dưới mộ cậu Năm nha cô chú anh chị. Không phải của mình cứ làm cho được nhưng mà cuối cùng làm không được. Mà cái tựa đề mới vô nó không phải của mình. Nó đập vô cái lòng người mình rồi. Để là không phải của mình mới chết. Dạ. Bởi vậy con thì bởi con hát lên đó cô. Đúng tâm lý quá. Dạ. Con hát cái bài đó, cái video đó lên được cái này. Chắc cũng còn hả? Sao con có lì xì cho anh em YouTube kế tiếp anh em mỗi ngày 100 ngàn. Em nào có mặt thì có tiền nha cô chú anh chị. Lì xì cho em mỗi đứa được 100 ngàn. Lâu lắm rồi không thấy lên á. Sư cô bị bị thấy hả? Rồi chạy cái chân đó con. Vậy hả? Sư con mới cũng mới biết sáng này nhờ anh Minh anh nói. Vậy hả? Tụi con nói, ủa sao hôm nay lâu lắm mà không thấy sư cô qua. Bởi vì tội nghiệp ha. Dạ. Cái anh Minh anh tiết lộ là sư cô đi rồi bị trợt chán gãy cái chân. Vậy hả? Rồi đi bác sĩ rồi ta băng bó. Rồi sư cô thôi vậy gửi cho cô đây. Sư cô hai chân dạ. Đi. Dạ. Dạ. Cô cô ở Gò Vấp lên nghe nói sư cô gãy giòn cho nên cô gửi cho cô 200 ngàn nha cô chú anh chị. Có cải của ít làm nhiều tại cả tại vì cô cứ đem bao nhiêu mà cô làm dạ. Rồi tụi con nghe kể mà cũng thấy rồi sư cô. Tâm nghiệp ha. Dạ. Cô sư cô lớn hơn cô có 1 tuổi thôi. Sư cô là năm nay 72. Ừ, lớn hơn cô có 1 tuổi thôi. Tại vì bữa cô sư cô ở đây nè. Dạ. Rồi nghe mấy người hỏi thì cô sư cô nói tuổi vậy. Cái mình nói, cô sư cô thích ta lớn hơn mình có 1 tuổi. Dạ. Mình mới già hết. Nhưng nhìn sư cô cụm lắm. Cô trẻ. Nhìn cô trẻ trông hơi trẻ. Dạ. Nói trời ơi, cô sư cô người bị thấy hơi thật. Dạ. Lại đi. Những người tu á, người ta, đầu óc người ta suy nghĩ. Thì khi dạ, tại vì sư cô là tu học hồi mới có 4 tuổi. Dạ. Dạ. Như cô Năm Lon thì chắc cổ cũng nhỏ hơn tôi. Bữa cũng cô Năm mới có năm mấy rồi. Ừ đó. Cô Năm Lon bữa mới lên đây nè, bữa lên với lại cô Như á. Dạ. Bữa trước thì lên có mình. Rồi sao mới lên với cô Như cúng á. Hôm bữa trước tôi với cổ có chụp hình cô Năm Lon á, chụp hình ngay chỗ góc kia. Cái bữa mà rằm tháng 7 á, rằm tháng 7 lên đây nè, rồi xong cái tôi ra đây sau gặp bà cổ. Cái tôi mới nói, trời vậy em coi trong mạng em thấy chị lên vậy vậy á. Trời ơi, cái bà nói, à vậy hả, thôi vậy em với chị chụp hình cái hai đứa con nhau chụp hình luôn. Vậy là con chụp chung với con Năm Lon một lần rồi. Sáng gì cô tính cô đó cô Năm thì dễ thương, xuất gia hồi nhỏ luôn hả? Dạ bả xuất gia hồi nhỏ đúng rồi cô đi cô là mới nhìn khác năm 4 tuổi nhìn khác đã xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo là phải rồi. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái đẹp. Bữa tôi thấy người nhà lên hình như cúng cái mộ này. Mộ này hay mộ này? Có mộ này nữa nè cô. Ở đây có một người nhà rất là quan tâm, cô biết mộ nào. Mộ này nè. Mà gia đình là hai phiên nhau lên á. Mà gia đình rất là khá đi xe hơi các bạn. À mộ này nè cô. Chữ đó là mã vàng đó cô. Dạ. Tại vì mộ đó là nghe nói là ông bà rất là nổi tiếng ở Bình Dương á. Dạ. Cũng nổi cái đá hình còn cái đó đó. Dạ. Cũng hỏi thì ông có tiền làm như vậy còn thì thấy cũng phí lắm. ha cô, hay lấy cái số tiền đó mình làm phước với tên họ đó nó sẽ có ý nghĩa hơn. Dạ, mình phết để trưng bày cũng không làm gì. Phương nắng khi mà con thấy lên đó con thấy rất là thành tâm nha, cũng ha rồi đợi lâu lắm khi nào về có thể là hay em làm nữa. Con hay để ý lắm tại con ngồi cũng gần đây. Trụ sở con đặt bên đó, trụ sở của mình nó mới đặt kế bên. Cho
nên mình thấy ở đây gia đình là quan tâm ông bà rồi là mình biết. Thôi giờ xin phép uống nước rồi về nha. Dạ, dạ cô uống nước đi cô. Lâu lâu cô à, lâu lên. Chú Bánh ơi, uống nước. Cô uống rồi, bà cô uống có cái gì kia chưa. Uống nước nghỉ cho khỏe đi về, về cô nắng quá nắng. Tuổi như má. Bé, cô 72 hả? Cô 72 tuổi. 71. Mà nhìn cô còn khỏe ghê ha. À, nhìn cô còn khỏe ghê. Trời Phật phù hộ cho cô. Nói chung là cô hả là Phật pháp thì cô rất nhiều đi nhiều, rất nhiều luôn. Nhưng mà tại vì hiện giờ thì bị hiện giờ nói chung cũng ít đi rồi bị hạn chế. Chứ mà lúc kia cô đi nhiều lắm. Không chỗ nào mà không đi, đi mà làm từ thiện ha, hoặc đi mà lại ha là cái gì gì là cô đi vậy đó. Chỉ có 2-3 năm nay là hạn chế. Con lên đây thì không có ai. Con ở dưới quê á, là con thí dụ lễ 18 tháng 5 đảng sinh thầy hay là hoặc hay dịp lễ nào đó là con đọc giảng viên. Vậy hả? Dạ. Chứ còn giờ có 2.000 chị đi học một khóa đạo đó, chị học rồi chị lấy bằng luôn, là chị đậu xuất sắc luôn đó. Học bên tại Vĩnh Hội Đông, Bình Định. Nhà con là học, con lấy bằng vậy luôn. Là đạo qua bên Hòa Hảo, Hòa Hảo, Hòa Hảo. Con đọc giảng chung với cô Tiễn rồi đó. Dạ. Dạ. Cũng thấy ba của chúng mình mặc đồ đó. Có anh thầy. Ngày xưa con cũng làm kênh YouTube về bên Phật giáo Hòa Hảo. Không, nhưng mà bên đó cũng được. Dạ. Thì đạo nào cũng đạo. Nói chung là mình làm để cho bà con ta nghe đó. Hay lắm. Nói chung là mình ông bà thiện là con giảng nói chung luôn. Chú Bảy rồi đó chung với chú Cấm rồi đó nè. Ông nói vậy mà đức thầy mà Quỳnh Giáo Chủ là rất là hay, rất là nổi tiếng nha. Chú Bảy con ngày xưa họ chỉ mới hai mấy tuổi thôi nhưng mà rất là nhiều người ta biết đến. Nhưng mà bản nghiệp chú Bảy ngày xưa ổng là thầy đó, ổng lúc cũng chưa tu á, ổng nghiệp ổng cái lúc mà gia đình mà cũng tranh giành đó thì đó ổng cũng bị tranh giành mà cuối cùng ổng ra đi đó. Rồi ổng ra rồi cái hè ổng ngồi ổng nói mà ổng khóc kêu rằng ổng khóc mí non mí nọt thiệt tội nghiệp lắm, cuối cùng ổng mới là giao lại hết là ổng đi mình không đó, giờ ổng đi lên núi nào ổng ở đó. Sách cái vỏ sách bàn mà đi tới giờ luôn, hồi 19 tuổi. Chị em Hương người Tây xin kết thúc video tại đây. Chúc chú anh chị, nếu chú anh chị thấy kênh em hay, xin một like, đăng ký nha cô chú anh chị. Em xin chào tạm biệt.